Đỗ Văn Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2016 và video clip là chúng tôi xin giới thiệu quý vị chiếc tủ thờ gỗ hụ kích thước là 1m27, sâu 61 và cao cũng 1m27. Chiếc tủ thờ này được làm hoàn toàn chất liệu gỗ hụ và trong miền Nam hay gọi là gỗ gõ mật. Là chúng tôi hoàn thiện chiếc tủ thờ này cho một khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng. Hôm nay ngày rất là đẹp ngày và chúng tôi đang hoàn thiện đánh vách đi chay và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng tại thành phố Hải Phòng. Video quý vị đang xem đang được quay tại cơ sở 2 Đỗ Thành Luân, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và cái hoa văn của cái tủ thờ đục rất là đơn giản. Ở giữa là chúng tôi đục 3 chữ nho là phúc lộc thọ, đục từ phải qua trái. Và ở giữa là chúng tôi đục 3 chữ thọ ở giữa rất là đẹp. Trông rất là cổ kính mà không cầu kỳ. Rất cổ kính và đơn giản, rất là đẹp, lau chùi rất là dễ. Quý vị có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hai số điện thoại và gửi tin nhắn qua Zalo, Viber hoặc là Facebook cho chúng tôi. Quý vị có nhu cầu đặt hàng những cái tủ to hơn, kích thước rộng hơn thì liên hệ trực tiếp chúng tôi. Đây là ngăn kéo là bày khi cúng cỗ người ta bày thêm, rất là lợi hại, rất là tiện. Đấy, ngăn kéo đây, chúng tôi chưa nắp cái tay co vào. Toàn bộ bên trong rất là rộng rãi, bên trong ngăn làm đôi. Chúng tôi còn một cái đợt ngang này nữa chúng tôi chưa nắp. Ngoài ra chúng tôi cũng còn rất nhiều các mẫu tủ thờ cỡ to hơn, rộng hơn, dài hơn đều có hết. Đây là cái tủ thờ là mẫu là bé nhất, là kích thước là 1m27, rộng 61 và cao cũng là 1m27. Và toàn bộ từ trong ra ngoài được làm chất liệu gỗ hụ hết. Mình xem toàn bộ gỗ hụ hết từ trong ra ngoài. Hàng bảo chúng tôi bảo hành trọn đời, là mãi mãi, không bao giờ hỏng. Tủ thờ gỗ hụ ngày 16/9/2016 có kích thước là 1m27 x 61 và cao 1m27, đục 3 chữ phúc lộc thọ. Đây là chữ này, phúc lộc thọ, ở giữa đục 3 chữ thọ rất là đẹp, xung quanh đục triện và đi hoa lan tây, rất đơn giản và đẹp, lau chùi rất là dễ cho những khách hàng thích đơn giản và dễ lau chùi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm khác chuẩn bị giao cho ngày hôm nay là ngày 16/9, ngày rất là đẹp. Bộ bàn ghế ăn gồm có 8 ghế một bàn, bàn vuông chữ nhật kích thước 90 x 1m8, mẫu ghế là mẫu chữ thọ và bộ bàn ghế hoa hộp gỗ hương vân đỏ Nam Phi và một bộ cuốn thư gỗ hụ phượng hoàng chuẩn bị giao cho khách hàng tại thành phố Hải Phòng. Đỗ Văn Luân xin kính chào quý vị và quý vị có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0972770888 hoặc 0967110389. Video của chúng tôi là giới thiệu chính là chiếc tủ thờ 1m27, rộng 61, cao 1m27. Quý vị có nhu cầu đặt hàng những cái kích thước to hơn, rộng hơn chúng tôi đều có sẵn hết mà quý vị đặt theo ý muốn của mình. Đỗ Văn Luân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị những clip sau.